chị lắp phù comment nha. Ở đây chị phụ mỗi ngày ha. Chị lắp làm caramel. Anh comment nha. Chị Hải. Vô bé. Rồi, bắt đầu vô thu hoạch nè. Đây, trái đây nè. Đâu. Đây, em hái được một trái luôn nha. Đây. Wow, kìa trái trên đầu em nó kìa, nó đó. Ừ, đúng rồi đó. Wow. Đây. Quá đã luôn. Đây, trái thứ ba nè. Trái thứ ba luôn. Rồi. Trái này nè. Đây chị. Đây. Đâu? Nhiều trái quá ta. Úc ăn trái ăn thử coi. Ăn mè hả? Không gãy ra nó dài lắm. Mà đừng có mang dép lên. À mang luôn à. Nè có trái nhỏ đây nè, hai tới không? Đó. Đó. Hay quá. Đó. Anh Hải. Đây. Trái ở trên rổ hả? Thôi, 1 2 3. Là tôi đi ăn. Wow. Ăn thử coi, chua hay ngọt đó. Đi. Cả nhà đi ăn me nào. Đi thôi. Mẹ bự giống à? À bỏ xuống đi. Đây. Mới vừa xuống xe liền là hái lên cái leo lên cái me liền luôn nha. Mệt nhưng mà vẫn cố gắng leo lên nha cả nhà. Đây. Còn đây là chuối nướng lắp mới mua nãy. Đãi các đãi các em trong câu lạc bộ nè. Hôm nay lấy gì đây? Nước chấm vừa cái này nè. Nước chấm mỡ hành á. À vậy hả? Có bỏ gì cũng ngon không? Rồi, thôi, mà xong ăn thử rồi, đi. Rồi. Thì em chờ, ăn cùng bé nha, cả nhà. Chờ hai em kia đang đi vệ sinh mà bé nó leo lên được như đây rồi nè. Trời ơi. Thử liền, phải thử liền. Hôm qua không ăn là chỉ có chè chua. Yeah. Mè chua hả hay là gì? Mè chua. Mà trái nó dài lắm. Còn đây là anh chồng bé bỏng của Lắp. Chào cả nhà nha. Đây. Đây là món này, chuối chiên hả? Chuối nướng hả? Chuối nướng. Chấm với mỡ hành. Chưa ăn cái này bao giờ nha. Còn đây là me của bé Hạt Cơ, hãy cô me trong nhà nha. Me này rất là ngọt với ăn vào tự nhiên nó bụt bụt đấy. Đúng rồi, nó bụt đấy đúng không? Ngon không? Ngon. Chắc mai em phải hái một bọc lên. Uống nước dừa buổi chiều á là tối đi tiểu đêm nhiều lắm. Vậy hả? Ủa mày ngọt quá vậy? Từ tiểu đâu nha. Thôi rồi đây, còn nha nha. Ăn nè. Thôi nè, bé đừng có ăn nữa chị thôi. Đi xuống ăn cuối nè. Dạ dạ. Buổi chiều hôm nay nè. Chào cả nhà. Hay là bé Hạt Tiêu đây. Hay là bé Hạt Tiêu, cả nhà đến đăng ký bé Hạt Tiêu nha. Đây là con và chồng bé Bỗng nha. Các cháu nhớ vô đăng ký xong. Cho bà gì? Cho bà Lắp. Bà Lắp cái lúc nha cả nhà. Mấy ngoài. Bà Lắp lầy. Bà đang muốn nghiêm túc. Mirinda. Người ta nói vậy mà hôm nay
Bánh lăn là phải được cái bít. Nhà vừa siêng lắm nha cả nhà. Anh Hải nấu canh gì anh Hải? Anh sẽ chiên ba chị. Ba chị chiên sả ớt. Ba rọi á, gọi là ba rọi chiên sả ớt. Em cũng gọi là ba chị mà. Anh Hải bự hơn trước, lên công ty anh Phú luôn đó trời. Xuống đây toàn nấu ăn nên bự lắm nha cả nhà. Và bây giờ bé Hạt Tiêu đang phụ bầm tỏi nha cả nhà. Đây. Xuống nhà lớp là phải làm việc. Không cho ăn cơm đâu. Không phải là chị không cho ăn cơm. Đúng rồi. Giống như hai người này hồi rửa chén nè. Hôm nay xuống nhà chị Lấp nè, được chị Lấp và anh Hải nấu ăn cho ngon. Mà không biết có ra gì không thì tí nữa cả nhà đón xem nha. Làm vậy chứ không biết có ngon hay không nè. Một hồi chắc em thưởng thức mình mới biết. Đúng rồi. Nhìn hai anh chị thích quá. Đây. Như nay không được đỏ không ha. Không nhìn cũng ngon mà, nhìn hấp dẫn quá trời luôn á. Thì không biết là ngon không mà em đang đói nên em nói vậy. Em đang đói nên em nói vậy thôi. Mùi giống mùi thịt bò ấy hả? Có. Đây. Trời ơi thơm quá. Nhà vừa ướt gì anh? Đấy. Cả nhà thấy dáng chị Lấp đẹp chưa? Đây là canh thì... cẩn thận nha chị. Nhà Nhi chưa chưa ăn món này Nhi nhờ. Chưa ăn hả? Nhìn hấp dẫn quá trời. Dạ. Ngon trời, cái này ngon quá trời. Nó không bỏ hành với cái này. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Lần đầu tiên được chị Lấp nấu cho ăn luôn á trời. Chị Lấp. Chị Lấp nó ăn dở lắm. Không, em nhìn lại mới ngon rồi, không cần ăn. Chút hành với tiêu. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá. Có. Anh bỏng. Ừ, quên vợ chồng bé bỏng gì nè. Đây nhà chị trả gì đó như bên. Xong cái mình quay từ người xong cái mình quay tới mắt. Quên cái gì quay nữa. Chị đi lấy cái gỗ úp mũi lại đi. Đó, nãy nè úp quá. Đó rồi đó. Minh ơi. Cơm. Anh Hải ngồi gần anh Hải nói gì? Nói gì? Anh ngồi gần con trai nói nè. Nói gì? Nói gì tính được. Bấm nha, bấm nha, bấm nha. Đây em mới chưa? Mới nhiều lắm.
vui lắm. Em có tiền lẻ kìa. Thôi em đi bệnh rồi, em đi bệnh sớm. Trên giường á, gần chỗ bình rượu á, đây là chị em sinh ba nha. Đây là em nghe gì vậy hồi chị em sinh ba. Đây là chị cả, chị hai, đây là bé Út dạ. Còn đây là Út dạ. Út ông tre định phải bánh tre. Dạ rồi, để là bánh tre vậy. Để là bánh tre rồi giống nhau trơn luôn nè, bỏ thôi hai chị em đây chung cá đi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà ăn cơm. Cả nhà ăn cơm. Cả nhà dùng cơm với gia đình vợ chồng có bổng nha. Món này con ngoài cũng ngon. Đúng rồi, mời mẹ nha. Mời mẹ dùng cơm. Cho cảm nhận nha. Ăn xong rồi cho cảm nhận nha. Mẹ ăn đi mẹ. Nói vô nói cho cơm á. Mời các em dùng cơm nha. Chị đẩy xích lại đi. Đây. Cơm mà chị cơm muỗng ra dữ vậy. Mẹ ăn em cứ lấy nhà anh là cho cảm nhận thử nha. Chứ là cây để được con bên đây đi. Vì đầu tiên em thấy là cây rồi nhà ai hả? Cây không? Cây mà ngon. Ăn thử đi. Em ăn thử cơm mà. Ăn với cơm thôi, ăn với cơm nha. Ôi, ăn mình nha. Đi ăn cơm gì cây gái? Thôi chị đi. Cây ít cái gái. Em thấy bên đó chi mà ngon. Để nhỏ cơm mà còn giữ keo đó chứ. Con thích con đó chi. Đâu cây đâu? Rất còn ngon. Anh Hải thì thay nó. Nó ngon mà. Ngon lắm. À, về quê không có món gì ngon đâu. Chỉ có như vậy thôi. Mấy không? Cho mình nữa. Không được ngon được cay á. Ngon lắm á anh Hải à. Siêu cay. Siêu cay với anh Hải. Em ăn cay được không? Ngon được rồi. Bây giờ cả nhà mình đi nấu sau nha.